Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 74. Du Dương Tư trông nam tính và đẹp trai nhưng lại có cảm giác tuấn tú lịch sự. Tề Đẳng Nhàn nhìn hắn ta, thờ ơ nói, thật sao? Cậu cho rằng sức ảnh hưởng của mình rất tốt nên không cần quan tâm đến sự tồn tại của tôi chút nào. La Lôi không đợi câu trả lời của Du Dương Tư và nói, đúng vậy, Tề sư phụ, vũ lực của cậu rất mạnh, nhưng không thể thống trị Hương Sơn Long Môn chỉ bằng vũ lực được. Cháu trai của tôi có năng lực xuất chúng, nhân cách mị lực cường đại, giao Hương Sơn Long Môn cho nó xử lý tốt hơn nhiều so với giao phó Hứa Trường Ca mà cậu nói. Hơn nữa, đây là việc riêng của Long Môn chúng tôi. Cậu là người ngoài xen vào làm gì? Ở đây có chỗ nào để cậu phát biểu ý kiến không? Du Dương Tư cũng có thái độ rất bình tĩnh, chậm rãi nói, ông nội nói đúng, chuyện của Long Môn do chính người Long Môn quyết. Tề sư phụ, ngài không còn là thành viên của Long Môn chúng tôi nữa, thậm chí cũng không còn tính là thành viên nữa. Chuyện lớn như bổ nhiệm và sa thải đà chủ, ngài dựa vào đâu mà tham dự? Nói trắng ra, ngài không có tư cách ảnh hưởng chuyện này. Nếu không phải Lý hội trưởng không coi trọng ngài như vậy, ngài còn không có cơ hội gặp mặt các trưởng lão. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn trở nên lạnh lùng, cười lạnh nói, bày ra một phần ăn ra oai phủ đầu tôi, lại còn mời tôi uống một ly trà khai vị khó uống như vậy. Hiện tại lại còn chơi đùa tôi như vậy sao? Lý Hà Đồ xua tay nói, Tề sư phụ, đừng tức giận. Tôi nghĩ Tề sư phụ vẫn là đối tác liên minh rất quan trọng đối với Long Môn của chúng tôi. Dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ thù, phải không? La Lôi nói, không có cậu ta, thế giới vẫn sẽ xoay chuyển như thường. Ngài ở Long Môn nhiều năm như vậy, sao lại quan tâm đến một người ngoài nhiều thế? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lãnh đạm, nói, nếu mọi người đều có thái độ này, vậy thì quên đi. Nhưng nếu không phải người tôi đề cử làm đà chủ của Long Môn thì tôi sẽ không ủng hộ. Sắc mặt La Lôi tối sầm, cười lạnh nói, vậy tôi lại muốn nhìn xem không cần cậu ủng hộ thì có thể làm được gì. Đến lúc đó, đừng bị đánh sưng mặt, khó ra ngoài gặp người. Lý Hà Đồ thở dài, nói, hôm nay không thích hợp nói chuyện này, mọi người xin hãy nể mặt tôi. Chúng ta giải tán trước đi, chuyện cứ như vậy, có gì nói sau đi. La Lôi và Du Dương Tư không nói nữa, hai trưởng lão còn lại cũng im lặng. Tề Đẳng Nhàn cũng lười ở lại đây nữa, La Lôi này muốn đẩy cháu trai của mình lên vị trí cao nhất, cản trở kế hoạch của anh, khiến anh rất khó chịu. Tuy nhiên, La Lôi nói đúng, đây là việc riêng của Long Môn, hiện tại anh thậm chí còn không phải là thành viên của Long Môn, vậy tại sao anh lại phải tham gia vào việc bổ nhiệm và sa thải một đà chủ? Quên đi, chuyện này ông đây cũng lười quan tâm. Nhưng vẫn phải lấy cái đĩa cứng lấy được từ Tiêu Tinh ra bán cho Trần Bá Hạ. Không ăn của hắn 700-800 triệu thì không xong đâu. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ. Dương Quan Quan đã tính toán sơ bộ cho Tề Đẳng Nhàn. Trần Bá Hạ hợp tác với Tiêu Tinh đã kiếm được khoảng 1 tỷ tiền đen, hầu hết trong số đó có được thông qua buôn lậu. Còn một số có được thông qua hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và thao túng thị trường một cách ác ý. Tề Đẳng Nhàn không tham lam. Chỉ cần lấy hết số tiền đen mà Trần Bá Hạ kiếm được rồi. Được rồi, mình cũng không thèm đòi thêm, bởi vì Trần Bá Hạ nhất định sẽ không cho. Bước ra khỏi biệt thự, anh đang định đi thẳng đến nhà Tôn Dĩnh Thục thì lại bị Lý Hà Đồ ngăn lại. Các trưởng lão của Tổng hội rất cố chấp, chuyện này ý kiến của mọi người đều khác với cậu, phỏng chừng khó có thể làm được. Lý Hà Đồ nói, không làm được thì quên đi. Khi Du Dương Tư một bước khó đi, bọn họ sẽ biết mình sai. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Du Dương Tư cũng vừa đi ra, tình cờ nghe được lời này, sau đó cười nói, Tề sư phụ, trên đời này không chỉ có ăn miếng trả miếng mà còn có rất nhiều trao đổi lợi ích. Nếu ngay cả trao đổi lợi ích mà còn không hiểu thì chắc chắn sẽ khó làm được chuyện lớn. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này, ánh mắt trở nên lạnh lùng, liếc nhìn sang, nói, hả? Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu đang tính toán chống lại tôi? Du Dương Tư bình tĩnh nói, tôi đã trở thành đà chủ Long Môn, tất nhiên sẽ có rất nhiều quân bài để đánh. Khi đó, tôi sẽ đánh bài với Triệu Gia, Hồng Bang, thậm chí là Diệp Gia hoặc là Quý Gia. Điều đó không phải là không thể. Lý Hà Đồ không khỏi cau mày, ông ta không muốn đà chủ Hương Sơn Long Môn mắt đi mày lại với thế lực nào đó.
Rất tốt, Tề Đẳng Nhàn gật đầu với Du Dương Tư, tôi chỉ mong lúc cậu chơi bài cẩn thận một chút, đừng để mình bị thua đến phá sản. Càng không cần tìm cách lừa gạt, kẻo có người chặt ngón tay của cậu đấy. Du Dương Tư cũng không nói chuyện đưa đẩy với Tề Đẳng Nhàn nữa, cậu ta lạnh lùng nói tôi, Du Dương Tư, đã học tập khổ luyện chăm chỉ trong Vọng Nguyệt Các trong 20 năm, bây giờ đến lượt tôi đảm nhận vị trí này, bất cứ ai dám cản đường tôi thì chính là kẻ địch của tôi. Chỉ cần là kẻ địch của tôi sẽ khiến hắn tan xương nát thít. Cho nên Tề sư phụ, ngài tốt nhất đừng tìm tôi gây phiền phức. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo hai tiếng. Lý Hà Đồ lại tiến một bước tới trước mặt hắn ta, cho người ngăn lại. Sau đó quay đầu lùng nói với Du Dương Tư, nói chuyện chú ý một chút. Du Dương Tư chắp tay với vị hội trưởng tổng hội Lý Hà Đồ này sau đó quay người rời đi. Có thể thấy, thái độ hiện tại của Long Môn đối với cậu cũng không nhiệt tình cho lắm, suy cho cùng là bởi vì cậu quá phiền phức. Trước đây cậu đã khiến toàn bộ Long Môn ở Ma Đô trở nên hỗn loạn, nhưng cũng may cuối cùng cũng ổn định lại, mọi người cũng không thèm nhắc tới cậu. Nhưng trong cơn tức giận cậu lại đi cướp xe tù, thậm chí còn giết chết Tạ Cuồng Long, lập tức bị tuyên bố là kẻ phản quốc. Cậu làm phản thì không sao. Nhưng cậu có gan to đi tới Tam Phiên Tái Tư Khoa giết chết mấy nhân vật quan trọng của Thượng Quan gia, đẩy mâu thuẫn giữa Long Môn chúng ta và Hồng Bang lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa, cậu giết chết thành viên của Thượng Quan gia thì cũng thôi, thậm chí còn bắn vào đầu thiếu gia của Rothschild gia tộc, biến mình thành kẻ khủng bố. Long Môn chúng ta vì hành động khốn kiếp đó của cậu đã chịu rất nhiều tổn thất. Lý Hà Đồ thở dài nói, bây giờ ông ta cũng cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn. Anh chàng này thật có khả năng gây ra chuyện. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ vai Lý Hà Đồ đồ nói, hội trưởng tổng bộ rộng lượng, cũng không thèm so đo với tôi những chuyện này khiến, tôi thực sự rất cảm kích. Đừng lo lắng, chỉ cần Du Dương Tư này không nhắm vào tôi là được. Tôi quá lười để đối phó với cậu ta. Lý Hà Đồ gật đầu nói, ừ. Tề Đẳng Nhàn quay người rời đi. Nhưng vừa rời đi, Du Dương Tư đã gọi điện thoại bố trí nhân lực nhắm vào Hứa Trường Ca. La Lôi đồng ý, cháu làm như vậy là đúng. Muốn làm đà chủ của Hương Sơn Long Môn, cháu phải tỏ ra đủ cứng rắn. Làm cho người ta sợ cháu, không dám tranh với cháu. Chờ tên họ Hứa này rút lui thì dù cho tên họ Tề kia có muốn đẩy cậu ta lên vị trí cũng là điều không thể. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng lạm dụng quá mức. Du Dương Tư cười nói, cháu đương nhiên biết. Tên họ Tề là kẻ thù của quốc gia. Dù sao cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi, ra tay giáo huấn tên Hứa Trường Ca kia một chút là được. Khi Tề Đẳng Nhàn gõ cửa nhà Tôn phu nhân thì nữ tài phiệt xinh đẹp này đang bảo dưỡng. Khi nhìn thấy là anh, sắc mặt lập tức tối sầm, phanh một tiếng, trực tiếp đóng sầm cửa lại. Rõ ràng, sự độ lượng của phu nhân tài phiệt xinh đẹp không quá lớn. Mấy ngày nay Tề Đẳng Nhàn không liên lạc với cô ta thì vẫn là một chuyện không hay. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện gì khó khăn đối với Tề Đẳng Nhàn. Dù sao trong nhà tù U Đô, có những kẻ hung hãn chuyên đánh cắp đầu đạn hạt nhân, anh có thể tìm người học cách bẻ khóa. Theo logic thì không thành vấn đề phải không? Vì vậy, Tề Đẳng Nhàn dễ như trở bàn tay mở được lỗ khóa. Anh vào bằng cách nào? Tôn Dĩnh Thục tức giận ngồi trên sofa bôi kem dưỡng da lên bắp chân, khi thấy Tề Đẳng Nhàn vẫn có thể đi vào cô không khỏi kinh ngạc lắp bắp. Xuyên tường, luyện võ đến trình độ của tôi, có thể xuyên tường, có thể độn thổ. Tề Đẳng Nhàn nói. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục tối sầm, cô ta chỉ vào cửa nói, ra ngoài, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. Audio điện tử võ tấn bền. Tề Đẳng Nhàn mặt dày tất nhiên người thường không thể so sánh được, anh nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, nói, mấy ngày nay tôi bận quá, cô biết đấy, anh Lôi đã qua đời, tôi cần phải xử lý rất nhiều việc phức tạp. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục dịu đi một chút, nhưng trong lòng vẫn tức giận, lạnh lùng nói, tôi gọi anh, vì sao anh thường xuyên không nhận điện. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn nghĩ, tôi có thể nhận được à? Nếu thư ký Dương nghe được, anh em còn ổn được không? Nhưng ngoài miệng anh lại nói, không phải là do quá bận sao? Cô không biết đâu, gần đây xảy ra nhiều chuyện đến mức một cái đầu của tôi cũng sắp thành hai cái. Hôm nay tôi đến được vì tình cờ đến chỗ này làm việc cùng người khác. Tôn Dĩnh Thục hỏi, cho nên, anh nhân tiện đến tìm tôi sao? Đương nhiên là không,
Nói chuyện xong tôi đã nóng lòng muốn đến đây. Dù sao, tôi nhớ phu nhân hết lần này đến lần khác, thưa cô. Tề Đẳng Nhàn đưa tay lấy kem dưỡng da ra, bôi lên lòng bàn tay. Kéo đôi chân có thể nói là hoàn mỹ của phu nhân tài phiê xinh đẹp kia đến tay, giúp cô ta bôi kem lên. Bắp chân của tôn phu nhân thật sự rất đẹp, thon dài mảnh khảnh, đường cong duyên dáng, giống như một yêu đao, quả thực không thể chê vào đâu được. Cơn giận của tôn Dĩnh Thục cũng đã tiêu tan khi thấy anh ân cần như vậy. Cốc cốc cốc. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Thư ký của tôn Dĩnh Thục tới, cô ta trông hơi vội vàng. Tôn Dĩnh Thục thu chân lại, nhẹ nhàng hỏi thư ký có chuyện gì. Thư ký nói, phu nhân, cô Lý đã đưa ra yêu cầu với tổng bộ, muốn tổng bộ lấy lại một phần quyền lực ở thị trường Hoa Quốc của cô, giao cho cô ta xử lý. Tôn Dĩnh Thục nghe vậy lập tức tức giận, lạnh lùng nói, con khốn này thật sự chống lại tôi ở khắp nơi. Cho rằng có thể yên tâm lấy được vốn cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị sao. Thư ký vẻ mặt khó coi nói, phu nhân, ngay cả bên trong Thôi ra cũng đang hoảng sợ, cho rằng thị trường Hoa Quốc sẽ bị cô Lý cướp đi. Tôn Dĩnh Thục cười lạnh nói, bọn họ sợ quái gì, muốn chết cùng là tôi chết trước. Bọn họ chỉ lo lắng số tiền năm nay kiếm được sẽ ít đi. Nói xong, Tôn Dĩnh Thục nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Nếu Lý Toàn Chân thực sự có được một phần cổ phần trong tàu thuyền Lôi Thị thì cô ta có thể lấy đây làm điểm tựa để lợi dụng vấn đề, từ đó ảnh hưởng đến quyền lực của tôi trên thị trường Hoa Quốc, Tôn Dĩnh Thục nghiêm túc nói với Tề Đẳng Nhàn. Xét cho cùng, quy mô của tàu thuyền Lôi Thị không hề nhỏ, nếu Lý Toàn Chân thực sự có được cổ phiếu thì có thể tự mình lên tiếng trong tàu thuyền Lôi Thị. Tài phiệt thượng tinh tất nhiên sẽ suy xét đến việc có nên chia thêm quyền lực ở thị trường Hoa Quốc cho cô ta để cô ta thuận tiện vận hành hay không. Tề Đẳng Nhàn nói, yên tâm, tôi đã nói rồi, không ai có thể động tới tàu thuyền Lôi Thị, tàu thuyền Lôi Thị cuối cùng vẫn sẽ ở trong tay Lôi ra. Tôn Dĩnh Thục hít một hơi thật sâu và nói, ý tôi là, anh có thể cho tôi tham gia không? Chia một chút là đủ, không cần quá nhiều. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Nói chuyện này tuyệt đối không được. Yêu cầu này của cô quá quá đáng, tôi không thể đáp ứng. Tôn Dĩnh Thục nói, nếu anh có thể giúp tàu thuyền Lôi Thị, vậy việc nhỏ này đương nhiên anh cũng có thể làm được. Tôi có thể mời cô và Lôi Trấn Kỳ cùng Lôi Trấn Lâm nói chuyện, có thể nói chuyện hay không, còn phải xem sự thành tâm của cô. Để tự tôi lên tiếng thì tuyệt đối không được, Tề Đẳng Nhàn vẫn rất có nguyên tắc, tuy rằng đã thân mật với tôn phu nhân đến 18cm. Nhưng loại chuyện này, tuyệt đối không được dễ dàng nhả ra. Bằng không, có một thì sẽ có hai thì sẽ có ba. Tôn Dĩnh Thục vẫy tay cho thư ký lui ra, bất đắc dĩ thở dài nói, vậy lát nữa tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, hy vọng sẽ có tác dụng gì đó. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy điều này gần như không thể xảy ra, dù sao tàu thuyền Lôi Thị cũng không đầu tư nước ngoài. Cho dù Tôn Dĩnh Thục đến với ý tốt thì cô ta cũng là thành viên của tài phiệt thượng tinh thuộc về đầu tư nước ngoài. Tàu thuyền Lôi Thị trước đây không chấp nhận đầu tư nước ngoài và trong tương lai cũng sẽ không chấp nhận đầu tư nước ngoài. Đương nhiên, giáo đình không thể tính là ngoại vốn, dù sao cũng chỉ là danh xưng dùng để răn đe những người có dã tâm kia mà thôi. Thư ký vừa rời đi, khung cảnh trở nên có chút lúng túng, Tôn Dĩnh Thục cũng có chút khó chịu. Lẽ ra cô ta không nên đề cập chuyện này với Tề Đẳng Nhàn, bầu không khí nhất thời trở nên có chút cứng ngắc. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn lại tự nhiên nắm lấy bàn tay mảnh mai của phu nhân tài phiệt xinh đẹp, nói, đừng lo lắng, tôi có thể đảm bảo rằng, có tôi ở đây, cô sẽ có thể giữ được quyền sở hữu tài sản cho riêng mình. Tôn Dĩnh Thục nói, trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực ư. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn nghĩ, đúng vậy. Nhưng anh lại trái lương tâm, nói tất nhiên là không, trong mắt tôi, cô là một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng, tháo vát, xinh đẹp và đáng yêu. Trong lòng Tôn Dĩnh Thục cảm thấy rất thoải mái, hiện tại nghe anh nói chuyện đã không còn chói tai như trước kia. Thường xuyên nói vài lời rất ấm lòng, khiến cô ta cảm thấy được khuây khỏa. Việc con người bị ám ảnh bởi sự giàu có và quyền lực là điều dễ hiểu. Suy cho cùng thì ai cũng muốn sống một cuộc sống giàu có. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải bảo vệ cho điểm mấu chốt, không để ham muốn nuốt chửng nhân cách và tính cách của mình. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục ngoan ngoãn nghe lời. Trò chuyện một lúc, Tôn Dĩnh Thục sai người hầu chuẩn bị bữa tối,
còn đặc biệt gọi món cá hấp. Khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cá, đầu không khỏi đau nhức. Phu nhân tài phiệt xinh đẹp này đang khao khát điều đó, cuối cùng thì thể xác và tinh thần đã ở không 30 năm, thật vất vả mới có một người đàn ông có thể lấp đầy. Ở phương diện này, nhu cầu lớn hơn một chút cũng là điều hết sức bình thường. Dù sao Hương Sơn ở phía nam nên muỗi rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn cũng là người ân cần chu đáo, ấm áp, là người tình cảm nhất Trung Hải cho nên đã giúp Tôn phu nhân bạch bạch đánh muỗi đến tận 2-3 giờ đêm, mới coi như đâm chết hết lũ muỗi khó chịu. Sáng sớm hôm sau khi mở mắt ra, Tề Đẳng Nhàn cảm giác như mình đang bị trói lại, nhìn kỹ thì hóa ra là vị phu nhân tài phiệt xinh đẹp đang quấn lấy anh như một con bạch tuộc. Tề Tổng Giám Mục, Tôn phu nhân mở mắt ra, nhẹ giọng gọi. Hả? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Chữ đại trước chữ giám mục là một động từ. Tôn Dĩnh Thục đỏ mặt, giọng nói êm ái, chậm rãi cọ sát thân hình thướt tha. Đại sáng sớm không tốt lắm đâu, để tôi nghỉ ngơi đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Làm thì làm, không được là không được, nghỉ ngơi một chút là có ý gì? Tôn Dĩnh Thục hống hách lại tức giận quát lên. Tề Đẳng Nhàn hít thở không thông, ôi, khó trách thần tượng Mạnh Đức lại có đam mê như vậy, quyến rũ lại phóng khoáng như vậy, con gái thật sự không có. Đối với phu nhân tài phiệt xinh đẹp mà nói, thanh xuân và tuổi trẻ quan trọng hơn quyền lực và của cải, dù sao cô ấy cũng đã 30 tuổi rồi. Đối với cô mà nói, sống 30 năm này thật lãng phí, nhất là mấy năm sau khi gả vào thôi ra, quả thực là lãng phí thanh xuân và sắc đẹp. Vì vậy, cô phải bù đắp. May mắn thay, Tề Tổng Giám Mục có thể chất mạnh mẽ, nếu không, có thể phải theo vết xe đổ của ông thôi, dùng nhân sâm để tiếp tục cuộc sống của mình. Quả nhiên, thợ săn cao cấp thường lấy thân phận con mồi để xuất hiện. Tề Đẳng Nhàn nhìn Tôn Dĩnh Thục tràn trề sức sống bắn ra bốn phía, không khỏi thở dài. Tề Đẳng Nhàn thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài tìm Trần Bá Hạ, thu tiền trước rồi mới nói chuyện. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn và ông ta có thù giết con trai, có thể nói là không đội trời chung nhưng sổ sách với ông ta cũng rất chí mạng. Hàn Chính Minh, phó giám tuyển của Taekwondo Tai Y bị Liễu Tông Nham đánh gãy chân, Hàn Thành Tuấn, võ sĩ số 1 ở Cao Lệ, không ra mặt để phục hồi vị trí của mình sao? Tề Đẳng Nhàn nghĩ tới chuyện này bèn hỏi Tôn Dĩnh Thục đang ngồi trang điểm ở bên cạnh. Tôn Dĩnh Thục ngồi trước bàn trang điểm, bộ dáng đoan trang, không nhìn ra được chút điên cuồng nào của việc cưỡi giám mục lúc buổi sáng. Cô ấy nhẹ nhàng nói, dù sao Hàn Thành Tuấn cũng là võ sĩ số 1 ở Cao Lệ, bận rộn là chuyện bình thường. Hơn nữa, Liễu Tông Nham cũng không phải người tốt gì. Hắn có danh tiếng lớn ở Kiệt Bành Quốc, cho nên không đánh để đi hàng ngàn dặm xa xôi để tìm đến nơi này. Nhưng tôi ước gì hắn có thể tới, anh có thể trực tiếp đánh hắn liệt nửa người, sau đó tôi mới có thể lấy lại bảng hiệu của cha mình. Danh tiếng của nhà họ Tôn đã bị Tai Y Taekwondo hủy hoại. Cha của Tôn Dĩnh Thục trước đây là một võ sĩ tương đối nổi tiếng ở Cao Lệ, nhưng ông đã bị Hàn Thành Tuấn đánh bại. Từ đó không thể gượng dậy nổi, thanh danh của Tôn gia cũng mất hết. Chấp niệm của cô về việc lấy lại bảng hiệu của Tôn gia rất sâu. Sau khi đặt thỏi son hồng xuống, phu nhân tài phiệt xinh đẹp nhẹ nhàng giơ tay phải lên, thò ngón út ra và chấm nhẹ một cách duyên dáng lên khóe môi, lộ ra sự quyến rũ và mê hoặc của mình. Tề Đẳng Nhàn ngắm nhìn người đẹp trong gương trang điểm, phải thừa nhận rằng khí chất duyên dáng và trưởng thành của Tôn phu nhân không phải là thứ mà phụ nữ bình thường có thể sở hữu, rất hấp dẫn. Chờ đến khi chuyện ở Hương Sơn được ấn định, tôi sẽ về Cao Lệ. Tôi phải chứng kiến con khốn Lý Toàn Chân kia bị diệt mới có thể an tâm. Tôn Dĩnh Thục quay lại và nói với Tề Đẳng Nhàn. Cho nên, nếu như hai ngày này anh có thể tới tìm tôi thì cứ tận lực mà đến nhé. Khi nói ra lời này, trong giọng điệu của cô không khỏi mang theo chút buồn bã và oán hận, nghe xong Tề Đẳng Nhàn cũng nổi da gà. Vừa nói, Tôn Dĩnh Thục lại mở ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói anh muốn xây dựng nhà thờ lớn ở Nam Dương chắc chắn sẽ phải tốn không ít tiền. Tổng giám mục anh đã tốn nhiều như vậy, còn thiếu của người dân Tuyết Quốc rất nhiều. Mặc dù tôi là nhân vật cấp cao trong tài phiệt thượng tinh, nhưng trong tay tôi không có nhiều tiền riêng. Trong tấm thẻ này có lẽ có hơn 60 triệu lượng, anh dùng trước đi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt một lát, trong lòng có chút cảm động, sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn,
vô thức nói, ông đây bán nghệ không bán thân. Anh có cảm giác như bị một cô vợ xinh đẹp của tài phiệt nào đó mua dâm. Dù sao Tôn phu nhân thoải mái đã móc ra 60 triệu lượng vàng, điều này khiến anh cảm thấy có gì đó lấn cấn. Tôn Dĩnh Thục cũng sửng sốt, hừ lạnh nói, đừng đánh đồng tôi. Lòng tốt mà bị coi như lòng lang dạ thú. Nói xong, Tôn Dĩnh Thục chuẩn bị trực tiếp cất tiền đi. Tề Đẳng Nhàn sải bước tiến về phía trước, dùng tay giật lấy tấm thẻ, cười nói đùa thôi, có thể ăn cơm cùng phu nhân chính là mơ ước của tôi. Tôn Dĩnh Thục khó chịu liếc người này một cái, bất đắc dĩ nói, tôi chỉ có thể ủng hộ anh đến mức đó, anh mà hỏi nữa thì tôi cũng không có. Yên tâm, thế là đủ rồi. Với số tiền của cô, nhà thờ lớn kia cũng gần như có thể hoàn thành. Tề Đẳng Nhàn nói. Kỳ thực, nhà thờ lớn ở Nam Dương vẫn đang thiếu tiền. Nói như vậy chỉ để trấn an Tôn phu nhân mà thôi. Trước đây Tề Đẳng Nhàn dành thời gian và tiền bạc ở Nam Dương, đồng thời nhờ Trần Ngư Thu mua một số bộ sưu tập cao cấp liên quan đến lịch sử của Thánh giáo từ các nhà sưu tập lớn trên toàn thế giới, chi phí thực sự không hề nhỏ. Anh xây dựng nhà thờ lớn này, tất nhiên là vì đã hứa với giáo hoàng. Đồng thời cũng là vì có thể củng cố địa vị của Trần gia ở Nam Dương. Khi đó, nếu có thể khiến cho cả giáo Dinunhatep ủng hộ Trần gia thì ở Nam Dương muốn lay động Trần gia càng thêm khó khăn. Tôi chỉ đùa anh thôi. Nếu anh không có đủ tiền thì có thể nói cho tôi biết, anh đã giúp tôi liên hệ với Trần gia ở Nam Dương lập nghiệp, tôi tự mình lấy ra một phần giúp anh xây nhà thờ lớn cũng không phải là không được. Tôn Dĩnh Thục lặng lẽ nói. À, cảm giác được phú bà bao dưỡng thật tốt quá. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt. Sau đó, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Sau khi chia tay Tôn Dĩnh Thục, Tề Đẳng Nhàn đi thẳng đến Phân Đà Hương Sơn Long Môn. Phân Đà Hương Sơn Long Môn nằm trong một quán trà lớn, ngay khi vừa đến Tề Đẳng Nhàn đã được một số cao thủ chú ý. Có người nhận ra Tề Đẳng Nhàn. Lập tức truyền tin khiến cho toàn bộ phó trụ của Hương Sơn Long Môn đều căng thẳng như đang lâm đại địch. Trên thế giới, một người mà có thể khiến một tổ chức trở nên căng thẳng như vậy không có nhiều lắm. Dù sao, danh tiếng của Tề Đẳng Nhàn quá vang dội, lại có phần quá ác độc. Tề sư phụ, Phân Đà Hương Sơn Long Môn chúng ta không có quan hệ gì với ngài, ngài tới đây làm gì? Một vị cao thủ chặn cửa, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi hỏi. Khi nói chuyện có vẻ lo lắng, khiến giọng điệu có chút cứng ngắc. Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tôi đang tìm đà chủ Trần Bá Hạ, trong tay tôi có một thứ, chắc chắn ông ta rất quan tâm, làm phiền cậu vào thông báo được không? Tên cao thủ này cau mày nói, nếu tôi nói không thì sao? Tề Đẳng Nhàn, vậy thì tôi sẽ dẫm lên thi thể của cậu đi vào. Sắc mặt tên cao thủ này lập tức căng thẳng, sau khi suy nghĩ. Cậu ta thành thật xoay người đi vào thông báo. Trần Bá Hạ biết được Tề Đẳng Nhàn chủ động đến Phân Đà Long Môn tìm mình, không khỏi hung ác nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nói, sao cậu ta dám tới? Ông ta đứng dậy, lạnh lùng nói, lập tức bố trí tay súng, chỉ cần tôi ra lệnh, các ngươi sẽ bắn cậu ta thành cái sàng. Ông ta biết rõ Tề Đẳng Nhàn rất đáng sợ, cho nên không dám sơ suất, tự mình chỉ ra vị trí của các tay súng cường đại dưới quyền. Tránh bị bắt được kẽ hở. Các tay súng lần lượt ẩn nấp, tránh trong những góc gần như không thể nhận ra, chờ đợi Tề Đẳng Nhàn đến. Sau khi sắp xếp xong, Trần Bá Hạ xua tay nói, cho cậu ta vào đi, tôi muốn xem cậu ta có thứ gì khiến tôi hứng thú. Ông ta hận Tề Đẳng Nhàn đến cực điểm, dù sao Trần Hùng Phi chết trong tay anh. Ngày đó trên du thuyền anh còn nói những lời kinh tởm như vậy. Nếu không giết anh thì ông ta sẽ có lỗi với linh hồn con trai mình trên trời. Tề sư phụ, Trần đà chủ mời ngài vào. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, cười khúc khích, chắp hai tay sau lưng thong thả bước vào quán trà, giống như tản bộ trong sân vắng, căn bản không quan tâm đến nguy cơ tiềm ẩn. Tề Đẳng Nhàn một mình bước vào suối nước nóng của người khác lại giống như không có gì xảy ra. Còn các thành viên Long Môn có mặt đều như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Vẻ mặt như thể cha mẹ đã chết, nhìn qua dường như rất kiêng kỵ Tề Đẳng Nhàn. Người có tên, cây có bóng. Mọi người ở Hương Sơn đều rất rõ ràng về cuộc chém giết của Tề Đẳng Nhàn, biết rằng tên này là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Hiện tại, có thể nói một ánh mắt,
một động tác, một câu nói đơn giản của Tề Đẳng Nhàn đều có thể khơi dậy cảm xúc của bọn họ. Khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Trần Bá Hạ, anh vẫn rất đĩnh đạc ngồi xuống đối diện ông ta, sau đó cười ha ha nói, Trần Đà Chủ, lâu rồi không gặp. Anh cảm thấy cách gọi Trần Đà Chủ này không hay lắm, dù sao Trần Đà Chủ trong phim là người duy nhất chết trong BGM. Quả thực chính là một sự sỉ nhục đối với giới võ thuật. Trần Bá Hạ lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, hình như tôi và Tề sư phụ không có giao tình gì phải không? Tề sư phụ tới đây tìm tôi, có chuyện gì vậy? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Trần Bá Hạ và nói, Trần Đà Chủ, lúc này tôi đã nói, trong tay tôi có thứ mà ông cần. Trần Bá Hạ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh, trong mắt tràn đầy hận ý. Ông ta chỉ có một người con trai là Trần Hùng Phi, hiện tại Trần Hùng Phi đã chết, gia nghiệp to lớn này ai sẽ kế thừa. Tuy nhiên, người ở giang hồ rốt cuộc cũng sẽ chết ở trong giang hồ. Ông ta đã dám đẩy con trai mình ra ngoài để nhắm vào Tề Đẳng Nhàn trong đại hội võ thuật thì tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng việc có thể bị Tề Đẳng Nhàn bóp chết. Tề Đẳng Nhàn lấy từ trong ngực ra một chiếc ổ cứng, nhẹ nhàng nói, Trần Đà Chủ, những việc làm phi pháp mà ông làm với Tiêu Tinh năm đó đều được ghi lại ở đây. Tôi nghe nói Tổng hội Long Môn vẫn luôn muốn động tới ông từ lâu rồi rồi. Trần Bá Hạ không khỏi giật mình, ánh mắt rơi vào ổ cứng trong tay Tề Đẳng Nhàn, nói cậu từ đâu đến đây? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, nhà tù U Đô, giáo đình của giáo đình. Khóe miệng Trần Bá giật giật, lạnh lùng nói, ý tôi là, ổ cứng này cậu lấy ở đâu ra? Tiêu Tinh Lâu, tên buôn lậu lớn này ẩn náu trong tam giác độc âm thầm làm giàu. Hắn ta thuê một lãnh chúa để cùng nhau trồng thuốc phiện. Tôi đã mua nó từ trong tay hắn. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Không thể nào, Tiêu Tinh biết nếu những số liệu này bị lộ ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Hắn không thể bán thứ này cho cậu, bởi vì có quá nhiều người liên quan. Trần Bá Hạ nheo mắt cười lạnh. Khi sự việc của Tiêu Tinh bị bại lộ vào năm đó, ngay cả những ông chủ cao cấp nhất của đế đô cũng trực tiếp kêu gọi để hắn ta sớm trốn thoát, có thể tưởng tượng năm đó có bao nhiêu thế lực tham gia vào vụ án lớn. May mắn thay, sau khi Tiêu Tinh bỏ chạy, hắn ta đã đến tam giác độc, nếu không sẽ bị bắt rồi diệt khẩu sớm. Thậm chí, giá dầu còn bị hạ xuống một thời gian vì Tiêu Tinh, có thể thấy rắc rối lúc đầu lớn đến mức nào. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, được rồi, để ông đoán đúng mất rồi. Đúng là không phải tôi mua của Tiêu Tinh, mà là giật của hắn ta. Trần Bá Hạ nghe được lời này cũng không có gì ngạc nhiên, Tề Đẳng Nhàn có võ công như vậy, trên thế giới lớn này chạy đi đâu chẳng được. Ngay cả Hồng Cung ở Tuyết Quốc, anh cũng có năng lực xuất nhập. Trần Bá Hạ biết ổ cứng này có lẽ không phải là giả, vì thế trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, cậu muốn thế nào? Ngoài tiền ra, tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa? Trần Đà Chủ cũng biết tôi bây giờ là một đầy tớ trung thành của Thánh Chủ. Tôi sẽ nỗ lực truyền bá đạo thống của ngài. Tôi đang xây dựng một nhà thờ lớn nhất và huy hoàng nhất ở Nam Dương, cần rất nhiều tiền. Tề Đẳng Nhàn nói rất quang minh chính đại. Xin tiền không có gì đáng xấu hổ, đối với tình trạng hiện tại của anh, không có tiền mới đáng xấu hổ nhất. Nghe xong lời này, Trần Bá Hạ không khỏi cười lạnh nói, Tề sư phụ thật là thẳng thắn. Tề Đẳng Nhàn. Không có cách nào, ai bảo tôi lại là đầy tớ trung thành của Thánh Chủ chứ, một con cừu non ngoan ngoãn. Sắc mặt Trần Bá Hạ tối sầm, nói cậu muốn bao nhiêu. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã tính ra, ông và Tiêu Tinh làm ăn phi pháp tổng cộng kiếm được gần 800 triệu, tôi không cần nhiều hơn, chỉ cần 800 triệu, không quá đáng đúng không? Anh nói chuyện rất bình thường, nhưng câu cuối cùng không quá đáng đúng không có vẻ chân thực quá mức. Quả nhiên nghe được câu này, sắc mặt Trần Bá Hạ trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả những người xung quanh cũng lộ ra vẻ tức giận. Mẹ kiếp, quả thực là công phu sư tử ngoạm, một cái ổ cứng hỏng mà muốn 800 triệu, không bằng đoạt thẳng tay là được. Tề Đẳng Nhàn nhìn vẻ mặt của họ, nhưng không khỏi cười khẩy, nói các người biết đấy, khi tên khủng bố Tề Đẳng Nhàn bắt cóc thiếu gia của quý gia đã đưa ra bao nhiêu? 2 tỷ vàng. Tôi là Hồng Y Tổng Giám Mục Tề Đẳng Nhàn, chỉ cần 800 triệu, đã coi như là nể mặt Thánh Chủ rồi. Dù sao thì tôi cũng không phải là người tham lam. Những người có mặt nghe được câu này đều muốn dùng dao chọc vào mặt anh xem có thể khoét một lỗ hay không. Người này mặt dày quá,
còn có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy. Mặt đâu, còn muốn nó không? Không thể ăn bánh kép, không thể ăn cá chiên hương vị, không thể ăn cánh thơm và cơm. Nhiều quá, Trần Bá không biểu tình đáp lại, giọng điệu lại rất không vui. Ông cảm thấy quá nhiều sao? Được rồi, sau này tôi sẽ bán nó cho những người trong Tổng hội Long Môn, họ sẽ không cho rằng thế là quá nhiều. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng nói. Hôm qua anh mới bán dữ liệu sao lưu ổ cứng cho Lý Hà Đồ, lấy 80 triệu từ Lý Hà Đồ, hôm nay lại định bán cho Trần Bá Hạ. Nghe được lời uy hiếp này, Trần Bá Hạ thật sự cảm thấy da đầu ngứa ran, nếu người của Tổng hội bắt được loại chứng cứ xác thực này, thì cuộc sống sau này của ông ta quả thực sẽ rất bi thảm. Trầm ngâm một lúc, trên mặt Trần Bá Hạ lộ ra nụ cười nghiêm túc, nói, Tề sư phụ có cảm thấy võ công của mình là vô địch thiên hạ, ngay cả súng cũng không sợ. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, không phải tôi ngông cuồng, ý tôi là các vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Bao gồm hơn chục tay súng các người phục kích trong góc, bọn họ cũng không đủ để làm món nhắm rượu cho tôi. Hơn nữa, hiện tại tôi lại là Hồng Y Tổng Giám Mục. Trước khi tới, tôi đã liên lạc với kỵ sĩ Thánh Giáo. Nếu như tôi đến đây mà có gì không hay xảy ra, chậm nhất là đêm nay, kỵ sĩ Thánh Giáo sẽ từ Europa tới, coi phân đà Hương Sơn Long Môn các người là dị giáo, một hơi dọn sạch. Khi anh nói lời này, vẻ mặt thoải mái, giọng nói bình tĩnh, như thể anh không hề coi trọng những uy hiếp ẩn giấu trong bóng tối đó một chút nào. Trần Bá Hạ nghe Tề Đẳng Nhàn nói, sắc mặt trở nên u ám, bất an, đương nhiên ông ta rất muốn lập tức báo thù cho con trai mình. Tuy nhiên, xét về thực lực và địa vị của Tề Đẳng Nhàn thì quả thực không dễ đối phó như vậy. Nếu ra lệnh bắn sẽ xé rách mặt, khi đó, những gì đang có ở trong tay Tề Đẳng Nhàn sẽ chảy ra ngoài, cộng với áp lực của giáo đình, ông ta thực sự có thể chỉ còn một con đường chết. Suy nghĩ, Trần Bá hạ tay xuống, ngăn cản các tay súng ẩn nấp trong bóng tối nổ súng. 800 triệu là quá nhiều. Gần đây tập đoàn Hà Thị đã xảy ra chuyện. Tôi đã chuyển phần lớn số tiền cho họ để quay vòng. Thật không thực tế khi cậu yêu cầu tôi lấy ra nhiều tiền như vậy cùng một lúc. Trần Bá Hạ lạnh mặt nhìn chằm chằm ổ cứng trong tay Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó trong lòng cười rộ lên, anh đã đào hố tập đoàn Hà Thị, hiện tại tập đoàn tài chính Boston không chơi với bọn họ nữa. Rất nhiều tiền của bọn họ đã chồng lên trên cái hố nguyên thạch này. Hơn nữa trang sức Liên Thị lại liên hợp với rất nhiều công ty trang sức khác cùng giảm giá chèn ép. Tập đoàn Hà Thị nếu như không có một tài phiệt lớn kéo một tay thì không thể bò ra khỏi đó. Tuy nhiên, anh không muốn nghe Trần Bá Hạ lấy lý do không có tiền để thoái thác, vì vậy anh nói 800 triệu, một xu cũng không được thiếu. Nếu không, tôi sẽ bán ổ cứng này cho người khác. Trần Bá Hạ không khỏi siết chặt nắm đấm, một lúc sau mới thở dài nói 800 triệu đúng không? Được. Tuy nhiên, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng cậu không để lại bản sao lưu? Đến lúc đó, cậu lấy tiền của tôi mà vẫn dò dỉ số liệu ra ngoài, chẳng lẽ tôi thành kẻ coi tiền như rác à? Tề Đẳng Nhàn bĩu môi nói, tôi là cao thủ không tệ chút nào, tôi cũng không thèm chơi những trò hoa mỹ này với ông. Hơn nữa, tôi còn là Tổng Giám Mục Thánh Giáo khu phía Nam, mọi lời nói và hành động của tôi đều đại diện cho Thánh Chủ. Thánh giáo của chúng tôi có quy tắc, không được nói dối. Là một tổng giám mục đàng hoàng, ông có nghĩ rằng tôi sẽ vi phạm giáo luật không? Trong đầu Tề Đẳng Nhàn lại nghĩ, người anh em à, trước khi đến đây tôi đã tiết lộ số liệu rồi. Cho nên không hề sao lưu lại, cũng không tính là lừa người. Trần Bá Hạ cau mày nói, được rồi, đưa tài khoản của cậu cho tôi sẽ thu xếp việc chuyển khoản ngay. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ đưa tài khoản cho Trần Bá Hạ, sau đó Trần Bá Hạ lấy máy tính bảng từ cấp dưới và bắt đầu chuyển tiền. 800 triệu đã là ranh giới cuối cùng của Trần Bá Hạ, dù sao thì số tiền đó cũng kiếm được bằng cách tham gia làm ăn phi pháp với Tiêu Tinh. Vì vậy, việc ông ta lấy tiền này mua lại chứng cứ phạm tội là điều có thể chấp nhận được. Đinh! Điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn reo lên, anh mở tin nhắn thông báo ra, cẩn thận đếm số 0. Đếm xong, Tề Đẳng Nhàn, lập tức hài lòng gật đầu, nói 800 triệu đã được có vào tài khoản, cảm ơn Trần Đà Chủ đã tin tưởng, đây, tôi sẽ đưa ổ cứng cho ông. Thứ này cần phải giữ gìn cẩn thận,
nếu bị người ngoài lấy đi, nhất định sẽ phải tống tiền ông lần nữa. Vẻ mặt Trần Bá Hạ ủ rũ nhận lấy ổ cứng từ trong tay Tề Đẳng Nhàn, hít một hơi, nói tiền và hàng hai bên đã thỏa thuận xong, Tề sư phụ, thứ cho tôi không tiễn xa được. Không cần khách sáo, hôm nay tôi không đói lắm, không cần giữ tôi lại ăn cơm trưa. Tề Đẳng Nhàn cao hứng nói. Nói xong lời này, anh tung tăng bỏ đi. Tề Đẳng Nhàn vừa mới rời đi, Trần Bá Hạ quay sang nói với một thuộc hạ của mình, không phải cậu có qua lại với Hồng Y giáo ở khu Hoa Quốc sao? Nói cho hắn biết chuyện này, yêu cầu hắn báo cáo với giáo hoàng. Nói cho họ là tên họ Tề lừa của chúng ta 800 triệu, hơn nữa đây đều là tiền bẩn. Người thuộc hạ này nghe vậy lập tức gật đầu, nói, đại ca yên tâm, tôi sẽ làm ngay. Giáo hoàng là người ghét ác như thù, nếu biết tổng giám mục do mình bổ nhiệm đã làm những việc này, nhất định sẽ tức giận, tước hồng y của hắn. Hắn không có hồng y trên người, khi đó, phía Mỹ cũng như các quan chức cấp cao của Hoa Quốc sẽ tính nợ cũ với hắn. Hắn ở Hương Sơn, lại phải trở thành chuột chạy qua đường. Trần Bá Hạ cười lạnh nói, vậy 800 triệu này cũng không phải lỗ. Tề Đẳng Nhàn cầm 800 triệu nóng hổi, vui vẻ đi thẳng đến gặp giáo hoàng, với 800 triệu, việc xây dựng nhà thờ lớn ở Nam Dương gần như có thể hoàn thành. Anh thở dài trong lòng, làm tổng giám mục khu vực phía Nam quả thực không dễ dàng chút nào. Chưa kể chi 6 tỷ vào giáo đình, lại phải đầu tư vào một nhà thờ lớn nhất huy hoàng nhất toàn bộ Nam bán cầu. Chỉ riêng những di vật cổ liên quan đến lịch sử của Thánh giáo đã khiến anh tốn không ít tiền, còn có những bức phù điêu và những thứ tương tự, cũng phải mời các bậc thầy nổi tiếng thế giới tới để xây dựng một nhà thờ như vậy, có thể nói là tiêu tiền như nước. Sau khi Tề Đẳng Nhàn và bấm chuông, Robben mở cửa, tuy nhiên, khi đoàn trưởng Robben nhìn thấy Tề Tổng Giám Mục, sắc mặt anh ta tối sầm lại. Robben lạnh lùng nói, Avada Tổng Giám Mục. Hiện tại tôi vô cùng nghi ngờ mục đích gia nhập thánh giáo của ngài, cũng như tín ngưỡng của ngài đối với thánh chủ có phải là thành kính hay không. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, đoàn trưởng Elvin đừng đùa. Có rất nhiều kẻ dị giáo đã chết trong tay tôi, như vậy còn không thành kính sao? Đừng nói nhảm nữa, tôi phải vào gặp giáo hoàng. Robben trầm giọng nói, tâm tình giáo hoàng rất không tốt, tôi khuyên ngài không nên tìm phiền toái. Thân là tổng giám mục. Lời nói hành động của ngài đại biểu cho thánh giáo. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn mà đẩy anh ta ra, đi trực tiếp vào cửa. Robben bị anh đẩy một cái suýt nữa ngã xuống đất. Điều này khiến Robben rất bất ngờ, bởi anh ta rất rõ ràng về thực lực của bản thân, cũng vô cùng tự tin. Mặc dù nói lần trước sống mũi bị lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn đánh gãy, nhưng anh ta có thể cảm nhận được, thực lực của Tề Đẳng Nhàn khi đó hình như không mạnh bằng bây giờ. Chẳng lẽ anh ta đã tiến thêm một bước động đến thẩm phán Samson, khiến cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn sao? Robben âm thầm kinh ngạc. Khi tỉnh táo trở lại, Tề Đẳng Nhàn đã bước vào phòng khách, đi đến trước mặt giáo hoàng. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn thấy giáo hoàng, anh hơi đắc thắng cúi đầu, một tay vỗ ngực nói, giáo hoàng, tổng giám mục thành kính nhất khu phía Nam, Tề Đẳng Nhàn, tới đây gặp ngài. Giáo hoàng mặc áo choàng trắng. Trên tay cầm một chén trà đen, ngồi trên ghế sofa, thờ ơ nhìn Tề Đẳng Nhàn, thản nhiên nói, Tề giám mục, cậu cũng biết tội sao? Đúng vậy, thưa giáo hoàng, mỗi người chúng ta đều phạm tội, dù thức hay ngủ, vì vậy, chúng ta cần được thánh chủ cứu rỗi và trở thành chiên con của ngài. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể có được cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết và bước vào vương quốc của ngài. Tề Đẳng Nhàn nói, nhân tiện trích dẫn ca từ của một bài hát. Giáo hoàng nghe xong không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, tôi biết mọi người đều có tội, đều là những con cừu non cần được giải cứu. Nhưng điều tôi đang nói không phải là tội nguyên tội mà là tôi mà cậu đã phạm phải. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi phạm tội gì? Sắc mặt giáo hoàng lạnh lùng, trầm giọng nói, xem ra cậu chưa nhìn thấy quan tài sẽ không khóc. Tôi đã có thể ban cho cậu đại hồng ý thì cũng có thể thu hồi quyền lực đã ban cho cậu. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy không khỏi đen mặt, mất trắng 6 tỷ phải không? Giáo hoàng, xin hãy nói rõ. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, hướng ánh mắt nhìn về phía Robben. Robben bước đến trước mặt giáo hoàng, giơ cây thánh giá trước ngực và trầm giọng nói Avada, tổng giám mục,
Tôi xin ngài hãy sám hối tội lỗi của mình dưới cái nhìn chăm chú của Thánh Chủ. Ngài thân là Tổng Giám Mục khu phía Nam lại lợi dụng quyền lực của mình để tống tiền người khác, đây là tội ác không thể tha thứ. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, người ta vừa có 800 triệu đến tay mà các người đã biết sao? Anh không khỏi nhìn giáo hoàng, cái quái gì vậy, trên người của ngài sẽ không thật sự có linh hồn gì đó chứ, lão. Lão giáo hoàng này chắc không thể sử dụng ma pháp gì đó đâu nhỉ. Giáo hoàng thấy Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc đến không nói nên lời, cậu còn muốn nói gì nữa? Này, tôi dùng 800 triệu kia để đầu tư xây dựng thánh đường ở Nam Dương, vừa có tiền đã muốn chạy tới báo tin vui cho giáo hoàng ngài mà. Tề Đẳng Nhàn giang hai tay ra bất lực nói, cảm thấy mình đã bị đối xử bất công. Giáo hoàng và Robben đều không khỏi sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn nói, giáo hoàng, để thần làm một phép tính cho người. Thánh đường có tổng diện tích khoảng 20.000 mét vuông, tương đương với diện tích của ba sân bóng đá chung kết World Cup. Mảnh đất như vậy, tôi đã vận dụng mối quan hệ của Trần Thị ở Nam Dương nhưng cũng tốn không ít tiền. Ngoài ra, vật liệu xây dựng nhà thờ cũng đắt đỏ. Nam Dương tuy có nhiều tài nguyên nhưng hiện tại rất hỗn loạn, giá vật liệu cũng tăng lên, sẽ tốn mấy trăm triệu phải không? Hơn nữa, tôi đã mời bậc thầy cứu trợ nổi tiếng nhất thế giới đến làm đồ phù điêu cho nhà thờ. Chỉ thuê ông ta thôi đã tốn 8 triệu lượng vàng. Còn cả lương cho đội của ông ta, tôi cũng nên dùng đãi ngộ cao nhất phải không? Ngoài ra, văn vật lịch sử của Thánh giáo chúng ta đều được mua từ các nhà siêu tập lớn. Chúng có giá hàng trăm triệu phải không? Cả Robben và giáo hoàng khi nghe điều đó đều sửng sốt. Hóa ra nhà thờ lớn ở Nam Dương này lại tiêu tốn nhiều tiền đến như vậy. Là một con thú nuốt vàng. Tề Đẳng Nhàn vẫn đang huyên thuyên về việc anh phải trả bao nhiêu tiền để thuê thợ làm tượng để làm tượng thánh chủ, cùng với thợ vẽ bích họa để vẽ những bức tranh tường về lịch sử của thánh giáo. Giáo hoàng xua tay nói, được rồi, đừng nói nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, này, xem ra việc tôi làm vẫn không được thánh chủ chấp nhận. Tôi sẽ trả lại tiền ngay bây giờ. Chúng ta hãy trì hoãn việc xây dựng thánh đường ở Nam Dương vậy. Giáo hoàng nghe xong. Trực tiếp cắt ngang, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu là thánh tử được thánh chủ tuyển chọn, tổng giám mục khu phía Nam. Ngài làm sao có thể không hiểu cậu chứ? Mọi việc cậu làm đều là để truyền bá đạo thống của ngài. Đây là điều làm ngài hài lòng nhất. Tề Đẳng Nhàn lại thở dài, số tiền này có được từ việc giao dịch giữa tôi và Hương Sơn Long Môn. Lại nói tiếp, dù sao đó là một khoản tiền bẩn. Suy cho cùng, họ có được nó bằng những thủ đoạn phi pháp như buôn lậu. Vẻ mặt giáo hoàng chính trọng nói, trước tiên đưa tiền cho tôi đã. Tề Đẳng Nhàn đưa thẻ ngân hàng cho giáo hoàng. Giáo hoàng duỗi tay để vương trưởng của giáo hoàng sang bên cạnh, sau đó một tay cầm thẻ ngân hàng, trầm giọng nói, lạy chúa vĩ đại và duy nhất, ngài là con đường, ngài là sự thật. Chẳng có gì trên đời này có thể thoát khỏi đôi mắt sáng như đuốc của người. Số tiền này mặc dù nguồn gốc bất chính, nhưng có thể sử dụng đúng chỗ. Đây chính là phương thức cứu rỗi ảo diệu. Tổng giám mục, ngài sẽ không truy cứu phương pháp mà Tề giám mục kiếm được số tiền này, bởi vì cậu toàn tâm toàn ý vì đạo thống của ngài, để ánh sáng của ngài có thể chiếu sáng nhiều con cừu lạc lối hơn. Amen. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một lát, giáo hoàng nghiện đủ lớn rồi, như vậy mà cũng cầu nguyện được. Robben ở bên cạnh vẻ mặt trịnh trọng, một tay cầm thánh giá, một tay cầm thánh kiếm, vô cùng trang nghiêm. Giáo hoàng trả lại thẻ ngân hàng cho Tề Đẳng Nhàn, nói thánh chủ đã truyền chỉ dụ. Tiền tuy đến từ nguồn bất chính nhưng có thể sử dụng đúng chỗ, nên cậu không cần quan tâm đến nguồn gốc của nó nữa. Tề Đẳng Nhàn suýt thì làm mình bị sặc nước bọt chết. Lúc trước anh đã nói đùa là lấy số tiền bẩn này đặt dưới thánh quang chiếu một hồi thì sẽ không bẩn nữa. Nhưng tất cả chỉ là nói đùa ép hoi. Nhưng mà lão giáo hoàng này, lão thánh chủ. Vậy mà trực tiếp cầu nguyện cho thẻ ngân hàng. Sau đó không truy cứu việc này nữa sao? Tuy nhiên, vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như Robben, anh cung kính cầm lấy thẻ ngân hàng bằng cả hai tay và nói, tôi sẽ không bao giờ để số tiền này tiêu vào những thứ không liên quan đến thánh giáo, mỗi một xu đều sẽ dùng cho việc xây dựng nhà thờ. Tề Đẳng Nhàn nói nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, vất vả xây thánh đường như vậy cần đi thả lỏng gân cốt cũng là chuyện bình thường. Thuê vài cô gái xinh đẹp đi làm nữ tu cũng không sao nhỉ. Xét cho cùng,
những nữ tu xinh đẹp có thể khiến các tín đồ đến cầu nguyện hạnh phúc hơn về thể chất và tinh thần. Rất tốt, sự tận tâm của cậu đối với Thánh Chủ vẫn trước sau như một. Giáo Hoàng cao giọng nói. Trước đây tôi hiểu lầm cậu, chẳng qua là tôi bị lầm đường. Trong tương lai, những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Giáo Hoàng nói ra lời này, ông ta không khỏi có chút xấu hổ, dù sao ông ta cũng là vị lãnh đạo vĩ đại của Giáo hội Thánh giáo, cũng rất khó thừa nhận sai lầm của mình. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hỏi, hả? Ai lừa Giáo Hoàng? Là giám mục của quận Hoa Quốc, Rosrian. Giáo Hoàng nói với vẻ không hài lòng. Anh ta vừa gọi điện và nói với tôi rằng cậu đang tống tiền người khác dưới danh nghĩa Thánh giáo. Rob Ben cũng nói, giám mục Rosrian có lẽ cảm thấy ghen tị trong lòng. Sốt cuộc, Avada tổng giám mục từ trên trời xuất hiện, biến thành cấp trên trực tiếp của anh ta. Điều này có lẽ khiến anh ta có chút không vui. Giáo Hoàng thở dài, ghen ghét khiến người ta hoàn toàn thay đổi. Rosrian cần phải tự kiểm điểm lại bản thân, truyền lại lời của tôi, để anh ta đến Thánh đường ở quận Hoa Quốc kiểm điểm trong 3 tháng, không được phép tham gia bất kỳ hoạt động bên ngoài nào. Vâng, thưa Giáo Hoàng, Rob Ben cúi đầu, sau đó bước sang một bên để gọi điện thoại. Tề Đẳng Nhàn nghe Giáo Hoàng nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh cho rằng Giáo Hoàng biết ma thuật, đang lén lút dùng ma thuật theo dõi mọi hành động của mình, hóa ra là có người đã báo cho ông ta. Tuy nhiên, làm sao Rosrian này biết rằng anh đã nhận tiền từ Trần Bá Hạ? Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đoán ra. Không khỏi cười lạnh nói, Trần Bá Hạ thật sự là một tên khốn nạn, vậy mà dám đổi tay bán mình, may mắn là mình vẫn giữ lại một đường lui. Giáo Hoàng hỏi, cậu đang nói về cái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn, Giáo Hoàng, thần đang cầu nguyện Thánh Chủ. Bởi vì bị người và đoàn trưởng Elvin hiểu lầm khiến lòng tôi rất buồn, tôi là một tín đồ thành kính, là con cừu ngoan ngoãn nhất, nhưng người lại cho rằng tôi vi phạm tôn giáo, lợi dụng thân phận của mình để tống tiền người khác. A, à, khó chịu vô cùng. Giáo Hoàng nghe vậy, sắc mặt đen lại, sau một lúc im lặng, ông ta đưa tay lấy ra một ống nghiệm từ trong chiếc vali nhỏ mang theo bên mình, nói tôi hy vọng nước thánh với sức mạnh của thánh chủ có thể chữa lành vết thương trong lòng Tề Tổng Giám Mục. Tề Đẳng Nhàn lập tức sảng khoái, nhận lấy bằng hai tay, nói, Giáo Hoàng, ngài luôn thánh minh như vậy, dạy cho tôi biết tại sao lại vì chuyện này mà lòng sinh oán hận. Tôi sẽ để ánh sáng của Thánh Chủ soi sáng toàn bộ Nam Dương. Hãy để những lời ngài nói truyền khắp trên mặt đất giống như đang đi trên vương quốc của ngài. Giáo Hoàng không có tâm trạng nghe mấy lời tâng bốc này, chỉ nói cậu vừa nhắc đến morphine, dù có đau đớn đến đâu cũng đừng động vào những thứ đó sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thánh thiện của cậu. May mắn thay, đất nước chúng ta đều là mạng cục bộ. Tề Đẳng Nhàn nghe Giáo Hoàng nói, không khỏi thầm nghĩ. Trong lòng anh không khỏi thầm ghi lại cái tên Rosrian này, thứ chó má, sao dám kiện tội anh chứ? Nếu không phải 800 triệu tình cờ là số tiền cuối cùng đổ vào nhà thờ lớn ở Nam Dương, có lẽ anh đã thực sự bị thua ở đây. Quả nhiên, Thánh Chủ đang bảo vệ mình, ngay cả Thiên Tôn cũng nhìn mình vừa mắt. Làm sao một đặc vụ cao cấp 2 tầng lại có thể lật xe với một tí tiền nho nhỏ? Này được, trong lòng Tề Đẳng Nhàn đắc ý nghĩ. Tề Đẳng Nhàn luôn vững vàng như thế, mặc dù Trần Bá Hạ dựa vào quan hệ đã âm thầm kiện anh với Giáo Hoàng, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Ngược lại, cả Giáo Hoàng và Rob Ben đều cảm thấy anh càng thành kính hơn. Tuy nhiên, kiểu tố cáo này vẫn rất không tốt, ít nhất, bản thân Tề Đẳng Nhàn rất bài xích việc người khác kiện cáo mình. Nếu anh kiện người khác thì không sao. Giáo Hoàng nghỉ ngơi thật tốt, tôi xin cáo từ trước. Tề Đẳng Nhàn chào Giáo Hoàng, chuẩn bị rời đi. Để bù đắp số tiền cuối cùng cho việc xây dựng nhà thờ lớn ở Nam Dương, nhân tiện lấy được một ống nước thánh từ Giáo Hoàng, đây chắc chắn là một lần kiếm trác lớn của Tề Tổng Giám Mục. Giáo Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng nói, đi đi, mau chóng hoàn thành lời cậu nói, tôi không thể ở Hương Sơn quá lâu. Mặc dù những ngày ở Hương Sơn khiến Giáo Hoàng cảm thấy rất nhàn nhã, không phải xử lý bất kỳ vấn đề tôn giáo nào. Hàng ngày chỉ cần uống trà, xem thánh điển, minh tưởng một chút là qua đi. Nếu trở về Thiên Chúa Quốc, sẽ có rất nhiều giáo vụ đang chờ xử lý, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ngứa cả da đầu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ra khỏi cửa, Rob Ben đã giữ anh lại, trịnh trọng xin lỗi, thật xin lỗi,
Avada Tổng Giám Mục, tất cả đều là lỗi của tôi đã nghi ngờ sự thành kính của ngài đối với Thánh Chủ. Tôi đến đây để chân thành xin lỗi ngài. Ngược lại, lời xin lỗi của Robben khiến Tề Đảng Nhàn cảm thấy có chút xấu hổ, anh vỗ vai Robben nói, đoàn trưởng Elvin không cần phải khách sáo như vậy, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Lần sau nếu tôi có việc gì cần cậu giúp chiến đấu thì cậu không từ chối là được. Khóe miệng Robben giật giật, cho rằng Tề Đảng Nhàn thật sự không khách khí chút nào. Chẳng phải nói người phương Đông nói chuyện tương đối khách khí sao? Còn tùy tình huống. Robben không vui trả lời. Có phải là anh em hay không? Tề Đảng Nhàn hỏi. Ai là anh em với ngài? Robben cau mày. Tề Đảng Nhàn không vui hỏi, chúng ta đều là con chiên của Thánh Chủ, không phải là anh em sao? Tuy rằng khác nhau màu da, nhưng chúng ta đều có một tấm lòng thành kính. Robben nhất thời cảm thấy buồn nôn, hơi muốn phun ra nên quay đầu rời đi. Tề Đảng Nhàn, hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, anh em mặt ngoài. Vẫn là thằng nhóc A Bân đối xử tốt với mình. Sau khi rời khỏi chỗ của giáo hoàng một lúc, Tề Đảng Nhàn nhận được cuộc gọi từ Dương Quan Quan, nói rằng hôm nay trên đường Hứa Trường Ca đến câu lạc bộ bị tai nạn ô tô, anh ấy bị một chiếc xe tải đâm, trên người có nhiều vết bầm tím phần mềm, còn có vài chỗ gãy xương. Có bắt được tài xế xe tải không? Có chuyện gì vậy? Tề Đảng Nhàn hỏi. Tên kia là một kẻ du thủ du thực, hắn chỉ nói lái xe không chú ý, căn bản hỏi cũng không trả lời được chuyện gì. Dương Quan Quan lạnh lùng nói, tôi nghi ngờ có người đang nhắm vào Hứa Trường Ca. Tề Đảng Nhàn nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, anh cảm thấy chuyện này rất có thể là do người của Tổng hội Long Môn gây ra. Anh muốn thăng chức cho Hứa Trường Ca, nhưng những ông già ở Tổng hội Long Môn muốn Du Dương Tư được thăng chức, Du Dương Tư này cũng là một kẻ thích ra vẻ. Tâm trạng Tề Đảng Nhàn nhất thời không vui, nói tôi đến bệnh viện xem thử trước. Câu lạc bộ của mọi người vừa mới khai trương, đừng phân tâm, làm tốt việc trước đã. Tề Đảng Nhàn nhanh chóng chạy đến bệnh viện, thấy Hứa Trường Ca đang nằm trên giường bệnh. Ông chú đẹp trai này bây giờ đã bầm dập mặt mũi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ông Hứa à, chúng ta không thèm làm cái chức đà chủ Hương Sơn Long Môn chết tiệt đó nữa. Tên họ Tề này thuần túy là đang hại ông, cậu ta không có năng lực kiềm chế những người đó, ngược lại còn khiến ông chịu khổ. Triệu Tân Lan nhìn bộ dạng thảm thương của Hứa Trường Ca, không khỏi đau lòng mà bật khóc. Hứa Trường Ca nhìn thấy Tề Đảng Nhàn ở cửa, tức thì mỉm cười bất lực nói, ngài Tề đến rồi. Triệu Tân Lan sửng sốt, trong nháy mắt nhìn thấy Tề Đảng Nhàn đang đứng ở cửa, lập tức trợn tròn mắt. Chuyện này quá trùng hợp, vừa nói xấu một câu mà người đã đến, chẳng lẽ người này chính là Tào Tháo? Tất nhiên Tề Đảng Nhàn không phải là Tào Tháo mà thần tượng của anh chính là Tào Tháo. Cho nên ít nhiều cũng có đặc điểm nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến sao. Chú Hứa, chú không sao chứ? Tề Đảng Nhàn đặt giỏ trái cây xuống, bình tĩnh hỏi. Vừa ngồi xuống, Hứa Ước Ngọc cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy cha mình như vậy mà lòng cô đau nhói. Hứa Ước Ngọc buồn bã hỏi, Daddy, sao lại thành ra thế này, sao lái xe bất cẩn như vậy? Vẻ mặt Triệu Tân Lan rất khó coi nói, không phải là ông ấy bất cẩn, tôi đã nhìn thấy camera giám sát, người đàn ông đó cố ý đâm xe tới. Còn nói là lái xe mệt nhọc gì đó hoàn toàn là vô nghĩa. Hứa Ước Ngọc nghe vậy sửng sốt, nói, vậy đây không phải là giết người sao? Cha, gần đây người đắc tội với ai sao? Hứa Trường Ca bình thản cười nói, được rồi, hai người yên tâm, tôi không bị thương gì nhiều, không cần phải làm ầm ĩ. Dưỡng thương mấy ngày nữa sẽ xuất viện. Ông còn nói chúng tôi làm loạn, suýt chút nữa thì ông cũng đi rồi. Triệu Tân Lan tức giận nói. Hứa Ước Ngọc nói, nếu không người mau nói cho tiểu mập mạp biết. Anh ấy rất có năng lực, nhất định có thể giúp người giải quyết. Hứa Ước Ngọc vẫn quen gọi Tề Đảng Nhàn là tiểu mập mạp, mặc dù bây giờ anh đã không béo chút nào, thậm chí trông còn rất gầy. Còn không phải là vì ngài Tề muốn cha con làm đà chủ Hương Sơn Long Môn sao? Nhất định là vì chuyện này mà có người nhắm vào ông ấy. Triệu Tân Lan tức giận nói. Tề Đảng Nhàn cho rằng con người của Triệu Tân Lan khá thú vị. Lúc trước khi anh nhắc tới chuyện này, Hứa Trường Ca còn đang do dự nhưng Triệu Tân Lan lại thúc giục Hứa Trường Ca đồng ý. Bây giờ Hứa Trường Ca xảy ra chuyện, Triệu Tân Lan lập tức trở mặt,
còn nói lời móc mỉa mình. Hứa Ước Ngọc cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, thật vậy sao? Tề Đẳng Nhàn gật đầu rồi nói, chắc là như thế. Người ta không muốn chú Hứa cạnh tranh với mình nên mới nghĩ ra chuyện như vậy. Hứa Ước Ngọc do dự nói, vậy thì thôi, đừng để cha tôi tranh giành chức đà chủ gì đó nữa. Tuổi của ông ấy cũng lớn rồi, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Tề Đẳng Nhàn nhìn Hứa Trường Ca, hỏi, chú Hứa, ý của chú thế nào? Hứa Trường Ca cười ha ha, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói, nếu bọn họ không làm loại chuyện này, có lẽ tôi sẽ rất do dự. Nhưng bọn họ đã dùng thủ đoạn không đứng đắn như vậy đối với tôi, vậy tôi cũng thực sự cần phải xem xét nó một cách nghiêm túc. Hứa Trường Ca tuy rằng ôn nhu ôn hòa nhưng không phải là người không có tính tình, tùy tiện để người khác nắn bóp. Bồ Tát cũng còn có ba phần tức giận đấy. Ông Hứa, ông điên rồi, ông không muốn sống nữa. Triệu Tân Lan không khỏi kêu lên. Hứa Ước Ngọc lại không xen vào, cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, vậy xin hãy đảm bảo an toàn cho cha tôi. Triệu Tân Lan không thoải mái chút nào, dường như bị giẫm lên đuôi nói, cậu ta lấy gì để đảm bảo? Con không thấy cha con bị xe tông sao? Lần này có thể chỉ là cảnh cáo, lần sau, chỉ sợ sát thủ sẽ tìm đến cửa đấy. Hứa Trường Ca không khỏi rất khó chịu liếc nhìn Triệu Tân Lan, đang định khiển trách thì Tề Đẳng Nhàn tùy ý xua tay. Không sao, tôi quen rồi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha nói. Anh đã thấy nhiều loại bình xịt, đẳng cấp còn cao hơn so với Triệu Tân Lan này. Bàng Tú Vân kia mới gọi là châu chó. Chuyện này không tính là gì. Ở trước mặt Bàng Tú Vân, bình xịt đứng đầu trong quân đội, vốn dĩ Triệu Tân Lan không thể được vào bảng xếp hạng. Tề Đẳng Nhàn nói, chú Hứa, chuyện này chú không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Hứa Trường Ca thở dài, được. Tề Đẳng Nhàn không ở lại quá lâu, sau khi trò chuyện với Hứa Trường Ca một lúc, anh xin phép rời đi, dù sao khả năng chửi người của Triệu Tân Lan không tốt, nhưng khả năng móc mỉa vẫn tương đối cao cấp. Hứa Trường Ca cảm thấy cần phải giáo dục lại Triệu Tân Lan thật tốt một lần nữa. Khi ra khỏi bệnh viện, Tề Đẳng Nhàn đã đi thẳng đến chỗ hôm qua để tìm Lý Hà Đồ. Ha, tại sao cậu lại đến đây? Sau khi Lý Hà Đồ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, không khỏi giật mình hỏi. Tôi tới đây để hỏi La Lôi và Du Dương Tư một điều. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Lý Hà Đồ hừ một tiếng, nói, bọn họ đều ở đây, nhưng cậu đừng gây ra chuyện không hay gì, coi như nể mặt tôi đi. La Lôi và Du Dương Tư hình như đã sớm đoán trước được Tề Đẳng Nhàn sẽ đến, bọn họ đang uống trà trong phòng khách, thấy anh đến cũng rất khách khí mời anh ngồi xuống, sau đó lại sai người bưng lên một chén trà. Sau khi Tề Đẳng Nhàn uống một ngụm trà, anh mỉm cười với Du Dương Tư nói, việc Hứa Trường Ca gặp tai nạn xe cộ là do cậu sắp xếp à? Du Dương Tư đương nhiên sẽ không thừa nhận mình thuê người làm loại chuyện này, hắn ta cười nhạt nói, sao có thể, Tề sư phụ. Ngài nói chuyện nhất định phải đưa ra bằng chứng, được không? Lý Hà Đồ nghe xong, sửng sốt một lát, sau đó trở nên căng thẳng. Ông ta biết tính tình Tề Đẳng Nhàn không tốt, nếu anh thật sự muốn giết người thì sẽ rất phiền phức, ông ta căn bản không ngăn cản được. Không phải cậu làm sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không, Du Dương Tư đáp lại, nhưng trong mắt lại tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích. Giống như đang nói với Tề Đẳng Nhàn. Chính là ông đây làm, có năng lực thì mày động thủ đu. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên không muốn giết người ở đây, dù sao Du Dương Tư là do Vọng Nguyệt Các huấn luyện, còn có trưởng lão cao cấp Tổng hội Long Môn có mặt nữa. Nếu người ta không thừa nhận chuyện này, anh lại không đưa ra được chứng cứ mà ra tay ở chỗ này thì khó tránh khỏi sẽ làm căng thẳng quan hệ với Tổng hội Long Môn. Thậm chí ngay cả mặt mũi của Lý Hà Đồ cũng sẽ vì thế mà bị tổn hại. Cho nên dù Du Dương Tư cố tình khiêu khích thì anh vẫn không có ý động thủ. La Lôi nói, Tề sư phụ, cậu có thể nghi ngờ một người, cũng có thể trực tiếp chất vấn. Tuy nhiên, nếu muốn chứng thực một số việc quan trọng, cậu vẫn cần đưa ra bằng chứng. Nếu không, mọi người sẽ không đồng ý với cậu. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, tôi nghĩ lời của La trưởng lão không có gì sai, tôi chỉ tới đây để hỏi thôi. Nếu không phải do Du Dương Tư sắp xếp thì cũng không có gì để nói. Nói xong, Tề Đẳng Nhàn đứng dậy định rời đi. Lý Hà Đồ đưa anh tới cửa, trầm giọng nói, đừng lộn xộn,
hiện tại cậu đã tạo đủ kẻ thù rồi, nếu đẩy Long Môn về phía đối diện cậu thì không có lợi ích gì cho cậu cả. Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói, Lý hội trưởng, ngài đang nói đùa gì vậy? Tôi không có bằng chứng, làm sao tôi có thể hành động liều lĩnh? Đừng lo lắng, tôi sẽ không hành động liều lĩnh. Tôi là một tổng giám mục chính trực, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều gì xấu xa. Lý Hà Đồ Đồ càng nghe càng không khỏi ớn lạnh, ông ta luôn cảm thấy trong bụng tên này đang nghẹn một đồng ý nghĩ xấu, nhất định sẽ chuẩn bị xử lý nghiêm khắc hai người Du Dương Tư và La Lôi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn không chịu thừa nhận, ông ta cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể khuyên anh đừng làm loạn. Tề Đẳng Nhàn vẫy tay rời khỏi sân biệt thự, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe sang trọng của phu nhân Tài Phiệt từ bên ngoài lái vào. Tới rồi sao, hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ chứ? Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tôn Dĩnh Thục không khỏi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, hỏi rất nhẹ nhàng. Mọi chuyện diễn ra không được tốt lắm, nhưng không sao cả. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Anh quyết định ngày mai lại đến nhà Trần Bá Hạ. Tên nhóc Du Dương Tư này dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu, gây ra tai nạn xe hơi cho Hứa Trường Ca, mặc dù Tề Đẳng Nhàn không có bằng chứng chứng minh hắn ta làm việc đó, nhưng chuyện đã xảy ra làm sao có thể buông tha cho hắn được. Tôn Dĩnh Thục an ủi, không thuận lợi cũng không sao, bằng năng lực và bản lĩnh của anh, sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết được. Tôi tin anh có thực lực này. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra, anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của vị phu nhân Tài Phiệt xinh đẹp này. Vòng eo của Tôn Dĩnh Thục rất mảnh khảnh và mềm mại, Tề Đẳng Nhàn thích nhất dùng hai lòng bàn tay bóp chặt từ phía sau. Khi hai tay đã nắm chặt sẽ khóa lấy vòng eo thon thả, khiến cô ấy không còn đường trốn thoát. Tôn phu nhân thật tốt bụng, thật dịu dàng, như một người chị đang an ủi người khác, nhưng... Hơi đói khát, Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến thao tác đặt 7 chiếc xương cá của cô ấy lên lá cải, không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu Tôn Dĩnh Thục thực hiện loại thao tác này thêm vài lần nữa, thì thỉnh thoảng anh thực sự sẽ phải chơi trò mất tích để chăm sóc tốt cơ thể. Phu nhân Tài Phiệt xinh đẹp có chấp niệm rất lớn đối với Tề Tổng Giám Mục. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát lại lên ngựa, dường như muốn bù đắp lại 10 năm thanh xuân mà mình đã lãng phí từ trên người của anh. Tôn Dĩnh Thục cười với Tề Đẳng Nhàn, tôi đã nhờ đầu bếp làm cá, chúng ta mau vào trong phòng ăn cơm đi. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn lại giật giật, nói, lại là cá. Ăn cá rất tốt, chất đạm cao mà không tăng cân, còn có thể có lợi cho trí não. Tôn Dĩnh Thục nhẹ nhàng nói, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia đỏ bừng. Việc hàng ngày có kè mặc cả xem nên đặt bao nhiêu xương cá trên lá cải sau bữa ăn đã trở thành mối liên kết quan trọng nhất sau khi ăn giữa cô và Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi rùng mình, chị ơi, chất đạm mấy ngày nay chị ăn có thể còn nhiều hơn so với số thịt cá tôi ăn cả đời đấy. Quả nhiên, sau bữa ăn, phu nhân Tài Phiệt xinh đẹp lại bắt đầu gắp xương cá từ đống cặn bã trước mặt, đặt từng cái một lên lá cải. Tề Đẳng Nhàn bắt đầu có kè mặc cả với cô ấy. Cuối cùng đạt được thỏa thuận là 4 cái. À, người phụ nữ này, nói trắng ra là tham lam thân thể của mình. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài trong lòng. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn dậy sớm đánh quyền, tránh nguy cơ bị Tôn phu nhân kéo đi tập thể dục buổi sáng, hơn nữa anh còn mơ hồ cảm thấy thắt lưng hơi đau nhức. Vì vậy, sau khi đánh ra một đòn băng quyền, anh đột ngột lùi bước, đổi thành một chiêu thiết bản kiều, rắc, trực tiếp bẻ ngược lưng lại. Tôn Dĩnh Thục tình cờ nhìn thấy cảnh này, không khỏi khẽ khịt mũi, lẩm bẩm, tôi đã đồng ý 4 lần, kết quả chỉ có 3 lần, còn nói là không được. Tôi thấy thận A vẫn rất tốt đấy thôi. Rõ ràng ở đây không có cao thủ nào theo dõi, nhưng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy như đang bị một con mãnh hổ nhìn chằm chằm, giật mình một cái, nổi da gà khắp người. Trong mắt phu nhân Tài Phiệt xinh đẹp thì Tề Đẳng Nhàn quả thực có thể so sánh với một con mãnh hổ. Dù sao Tề Đẳng Nhàn cũng thực sự không muốn ăn cá nữa, nếu như là Trần Ngư thì ngược lại có thể cân nhắc. Tích cực xếp xương cá lên lá cải với Tôn phu nhân quả thực không phải là chuyện đàn ông nên làm. Anh chính là Tổng Giám Mục giúp đỡ cả thế giới, sao có thể gánh nặng chuyện này được. Vì vậy, sau khi rời khỏi phu nhân Tài Phiệt xinh đẹp, Tề Đẳng Nhàn đến thẳng chỗ Trần Bá Hạ. Trần Bá Hạ nghe thấy tên này lại tới, không khỏi cau mày. Cậu còn đến đây làm gì? Thật sự coi chỗ này như cái chợ, thích đến thì đến, thích đi thì đi đúng không?
Trần Bá Hạ cười lạnh hỏi, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có chút tự mãn. Tề Đẳng Nhàn lắc nhẹ đầu nói, Trần Đà Chủ, đừng nghĩ xấu về tôi như vậy, tôi đến đây không phải để diễu võ dương oai với ông mà là để giúp ông đấy. Sắc mặt Trần Bá Hạ lạnh lùng, không nói chuyện. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi có một tin tức rất quan trọng đối với ông có muốn nghe không? Nếu muốn nghe, có thể chuyển cho tôi một khoản tiền. Trần Bá liền nói, tôi không muốn nghe, tôi không có hứng thú, mời trở về. Tề Đẳng Nhàn nói đùa, thật sao? Chuyện này liên quan đến địa vị đà chủ Hương Sơn Long Môn của ông. Dù sao thì người của Tổng hội cũng đã đến Hương Sơn, chuẩn bị động đến ông đấy. Nghe vậy, Trần Bá Hạ không khỏi trợn mắt, hỏi, đùa cái gì chứ? Có phải cậu đã sao lưu dữ liệu ngày hôm qua bán cho tôi, sau đó bán cho Tổng hội không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, sao tôi có thể là loại người như vậy? Tin tức tôi muốn bán cho ông hôm nay không liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua, ông muốn nghe hay không, nếu muốn nghe thì cho chút thành ý đi. Sắc mặt Trần Bá Hạ nhất thời tối sầm, trầm ngâm một lát, búng ngón tay, sai người mang tới hai khối vàng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, chút xíu này mà đủ sao? Trần Bá Hạ nhịn xuống tính tình để thủ hạ tăng thêm một khối nữa, nói, đây là ba khối. Một khối nặng một ký, nhiều hơn thì tôi không mua nữa. Tề Đẳng Nhàn lập tức thu ba lượng vàng về rồi nói, người sắp đối phó với ông lần này là trưởng lão của Tổng hội Long Môn, tên là La Lôi. La Lôi, tại sao ông ta lại nhắm vào tôi? Trần Bá nói, ngồi nói chuyện với kẻ thù giết con là một thử thách lớn lao đối với tính khí của ông ta. Tề Đẳng Nhàn nói, bởi vì lần này Long Môn muốn loại bỏ ông để nâng đỡ cháu trai của La Lôi là Du Dương Dư lên nắm quyền. Trần Bá Hạ cười lạnh, thằng nhóc đó từ đâu tới, tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Tề Đẳng Nhàn nói, Du Dương Tư là cháu trai của La Lôi, từ nhỏ hắn ta đã được bồi luyện ở Vọng Nguyệt Các. Chắc hẳn là ông đã từng nghe nói đến Vọng Nguyệt Các, nó tồn tại như là nội tình của Long Môn. Cho nên... bây giờ ông vẫn cảm thấy tin tức này của tôi không có giá trị sao? Tổng hội Long Môn đến Hương Sơn vốn là điều bí mật, không hề lộ hành tung. Hơn nữa để Du Dương Tư làm đà chủ tương lai của Hương Sơn Long Môn cũng đã được Tổng hội thảo luận xong. Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là loại tiểu nhân nhưng vì Du Dương Tư đã dám cử người đến đối phó Hứa Trường Ca. Vậy thì anh cũng không cần nói võ đức gì với hắn ta, đi thẳng đến chỗ Trần Bá Hạ bán tin tình báo. Kiếm một số tiền rồi nói sau. Anh căn bản không cần đối phó với Du Dương Tư, vị đà chủ Hương Sơn Long Môn là Trần Bá Hạ này cũng sẽ không buông tha hắn ta. Chỉ cần hắn ta có ý tưởng thay thế Trần Bá Hạ nhất định sẽ dùng hết sức để giết hắn ta. Thủ đoạn mượn dao giết người này của mình quả thực tốt hơn tên trộm tai to, thậm chí mình còn kiếm được một khoản khác từ Trần Bá Hạ. Tề Đẳng Nhàn ước lượng 3 ký vàng trong tay, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Trần Bá Hạ nghe xong lời Tề Đẳng Nhàn nói, không khỏi cau mày, trầm tư hỏi, những người này hiện tại ở đâu? Tề Đẳng Nhàn nói, ông muốn hỏi tôi địa chỉ cụ thể thì lại là một khoản phí thông tin khác. Nhưng Trần Bá Hạ cười nhạo một tiếng nói, không hỏi cậu cũng không sao, lấy thực lực của Hương Sơn Long Môn chúng ta, còn không tìm được chỗ dừng chân của thằng nhóc này sao? Tuy nhiên... Trần Bá Hạ không khỏi thắc mắc tại sao Tề Đẳng Nhàn lại bán một thông tin quan trọng như vậy cho ông ta. Mâu thuẫn giữa hai người có thể nói là rất sâu, thuộc loại không thể giải quyết được, nếu bị đá ra khỏi Long Môn thì sẽ là chuyện tốt đối với đối phương. Theo Trần Bá Hạ, Tề Đẳng Nhàn không có lý do gì để giúp ông ta. Tôi có chút tò mò, vì sao cậu lại truyền cho tôi một tin tức như vậy? Mối quan hệ giữa chúng ta không có đường hòa hoãn. Trần Bá Hạ cười lạnh nói. Cuộc chiến giữa chúng ta sẽ kết thúc tại buổi họp báo của Lôi Gia. Vì vậy, tôi không có gì phải lo lắng cả. Sở dĩ tôi nói cho ông biết, là bởi vì cái tên Du Dương Tư này quá kiêu ngạo, tôi nhìn không quen. Ở Tổng hội Long Môn, dù sao tôi cũng phải nể mặt của hội trưởng Lý Hà Đồ, cho nên bản thân không thể tự mình ra tay. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn Trần Bá Hạ, không hề cố kỵ mà nói thẳng mục đích của mình. Trần Bá Hạ nghe xong cũng thật sự sửng sốt, sau đó nói, mời trở về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, chắp tay với Trần Bá Hạ, cười nói, Trần Đà Chủ, vậy tôi đi trước, sau này nếu có tin tức tốt gì, tôi sẽ bán cho ông đầu tiên.
Trần Bá Hạ lạnh lùng nói, không tiễn. Tề Đẳng Nhàn cầm theo ba khối vàng và vui vẻ rời khỏi chỗ Trần Bá Hạ. Anh biết Trần Bá Hạ nhất định sẽ không thể ngồi yên, hiện tại Hà Gia rơi vào hố quá lớn, thiếu đi nguồn tài chính lớn hậu thuẫn, Tổng hội Long Môn lại đúng vào lúc mấu chốt này nhắm vào ông ta, cho nên ông ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh trả. Dù sao Trần Bá Hạ đã điều hành Hương Sơn Long Môn nhiều năm như vậy, ông ta vẫn không thiếu dũng khí đối đầu với Tổng hội. Nghe con khốn kiếp, dám dở trò bẩn thỉu với tôi, lại còn muốn chứng cứ. Để xem mày chết thế nào. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn liên tục cười lạnh, đi thẳng đến tiệm cầm đồ bán vàng, đổi lấy tiền mặt nhét vào thẻ ngân hàng. Ba khối vàng này bán đi cũng không được nhiều, tổng cộng là 1 triệu tệ, nhưng anh vẫn rất hài lòng, dù sao ngày hôm qua anh đã bán ổ cứng cho Trần Bá Hạ và lấy được đủ 800 triệu tệ. Sau khi Trần Bá Hạ thấy Tề Đẳng Nhàn rời đi, vẻ mặt ông ta âm trầm lập tức gọi Tâm Phúc đến họp. Ông ta nhanh chóng lấy ảnh Du Dương Tư ra nói, các anh em, dạo này phải vất vả một chút, chú ý người này ở bên ngoài giúp tôi. Một khi tìm được tung tích của người này, lập tức báo cáo lại, sau đó triệu tập anh em đến chém chết hắn ta. Ai có thể cung cấp manh mối hoặc chặt đầu người này sẽ được thưởng 8 triệu tiền mặt. Trần Bá vừa ra lệnh, các thành viên Hương Sơn Long Môn lập tức hành động. Đồng thời gọi điện thoại cho Mạnh Thiên Xanh, nhờ Mạnh Thiên Xanh vận dụng một chút sức mạnh của Hồng Bang tới trợ giúp. Mạnh Thiên Xanh không cần phái người đi giết Du Dương Tư, chỉ cần cung cấp manh mối cho ông ta có thể giao việc giết chóc cho thủ hạ của mình. Kể từ đó, cảnh sát trưởng Hoắc của Hương Sơn bỗng cảm thấy áp lực công việc tăng lên một cách khó hiểu. Du Dương Tư không phải là người có thể rảnh rỗi ở cùng mấy ông già, hắn ta mới 30 tuổi, đúng lúc đang tuổi trẻ khỏe mạnh. Vì vậy, hắn ta thường xuyên đi loanh quanh bên ngoài để mua một số món đồ xa xỉ mà mình thích, đồng thời hắn ta cũng sẽ đến các hộp đêm để cố tình tìm một cô gái mình thích. Hôm nay Du Dương Tư vẫn đi ra ngoài như thường lệ. Hắn ta dự định sẽ ăn một món xào thập cẩm chop suey, rất đặc biệt, sau đó đến câu lạc bộ thể thao cao cấp để chơi gôn. Món chop suey là món ăn vặt ven đường. Chắc chắn không nằm trên bàn ăn của giới nhà giàu trong mắt người ngoài nhưng lại là món ngon thường thấy ở các con phố, ngõ hẻm. Vừa lúc hắn ta no căng bụng bước ra khỏi quán nhỏ này, một người đàn ông đi về phía hắn ta, cười hỏi, là anh Du phải không? Du Dương Tư hơi sửng sốt, vừa định gật đầu, hắn ta lại phát hiện đối phương đã rút một con dao găm ra, thọc thẳng về phía bụng mình. Nhưng Du Dương Tư dù sao cũng được Vọng Nguyệt Các huấn luyện, võ công cũng không hề yếu. Hắn ta dùng tốc độ cực nhanh chặn cổ tay đối phương, trực tiếp bẻ gãy, sau đó đá tên kia bay ngược về phía sau. Cá nhỏ từ đâu tới, cũng muốn giết tao sao? Du Dương Tư vừa nói vừa phong độ phủi tay áo, trên mặt lộ ra khinh thường nồng đậm nói như thế. Vừa nói xong, hắn ta đã thấy thêm 4 người vây quanh mình, một tay đang sờ lưng rút ra một con dao dựa sắc bén. Du Dương Tư cười lạnh. Mấy con cá nhỏ này hắn ta dùng một tay cũng có thể hạ gục được. Nhưng khi vừa định ra tay, hắn ta đã thoáng thấy hàng chục, hàng trăm người từ đầu đường cuối phố đổ ra, những người này vừa nhìn thấy hắn ta đã rút dao dựa ra khỏi người, lập tức lao về phía trước. Mẹ kiếp! Trước cảnh tượng rút dao hàng loạt này, đồng tử của Du Dương Tư co rụt lại tức thì. Võ công của hắn ta còn chưa đạt đến mức có thể tự do ra vào giữa hàng vạn quân. Bị bao vây bởi rất nhiều tên côn đồ giang hồ cầm dao như thế thì cũng giữ nhiều lành ít. Không chần chừ thêm nữa, hắn ta nhấc chiếc ghế dựa bên cạnh lên, xô ngã đám côn đồ trước mặt rồi sải bước lao ra ngoài. Chém chết hắn. Đừng để hắn thoát. Các huynh đệ, hạ tử thủ cho tôi, không cần thiết phải lưu tình, nếu xảy ra chuyện gì, đại ca sẽ xử lý. Đám côn đồ gầm lên lao tới như thủy triều, dao dựa trên tay múa may. Một mảnh đao kiếm sáng lóa lên. Dù sao võ công của Du Dương Tư cũng không hề yếu, hắn ta hạ gục 6 tên côn đồ đang cản đường mình, vừa định lao ra khỏi vòng vây thì đã nhìn thấy hơn chục người từ góc đường phía trước đi tới. Vừa nhìn thấy hắn ta đã vén quần áo lên, rút dao dựa ra, đôi mắt đỏ ngầu lao về phía trước. Chuyện gì vậy, sao đột nhiên có nhiều tên côn đồ nhắm vào mình như vậy? Trong lòng Du Dương Tư giật nảy lên, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hàng chục tên côn đồ ở phía sau đã dùng dao dựa đuổi theo cách đó không xa.
Du Dương Tư bất đắc dĩ dựa vào địa thế né tránh trái phải, trong lòng thầm than thở, tư thế phốc độ nhẹ nhàng kia đã không còn sót lại chút gì. Bọn côn đồ cũng sẽ không khách khí với hắn ta, bọn họ đã nhận được lệnh tử hình từ Trần Bá Hạ, chỉ cần tìm được Du Dương Tư, bọn họ sẽ trực tiếp tìm cách chém chết hắn ta, ai chém chết hắn ta sẽ được thưởng 8 triệu tiền mặt. Hơn nữa còn được thăng cấp trong câu lạc bộ. Du Dương Tư tung ra hai cú đấm, vừa hạ gục hai tên côn đồ đã cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, quần áo của hắn ta bị dao dựa xé rách, da thịt cũng bị rạch toang, máu tươi lập tức chảy ra. Chém chết hắn. Đám côn đồ gầm lên giận dữ, người đông thế mạnh, tuy Du Dương Tư có vũ lực cao cường nhưng chúng không hề sợ hãi chút nào. Du Dương Tư nghiến răng nghiến lợi, ôm đầu lao về phía trước, liên tiếp xô ngã mấy người, đồng thời lãnh thêm 4 nhát dao vào cánh tay và phía sau lưng, toàn thân chảy máu đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Hắn muốn chạy, các huynh đệ sóng vai cùng lên, ngăn hắn lại, chặt hắn thành từng mảnh. Có người giơ tay lên hét lớn, dùng dao dựa trên tay thọc vào thắt lưng Du Dương Tư. Du Dương Tư quay người để tránh thoát một dao này, nắm đấm thuận thế hất người đàn ông kia xuống đất, rồi lăn người xuống đất một vòng, giống như một con lừa lười biếng, lại né được 7-8 con dao. Nhưng dù sao đối phương quá mức người đông thế mạnh, lúc hắn ta vừa mới bỏ dậy từ mặt đất đã cảm thấy cánh tay trái chợt lạnh, sau đó lại nóng lên. Không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là lại trúng một dao. Nhất định phải mau chóng xông ra ngoài, nếu không, thật sự sẽ bị bọn chúng chém chết. Trong lòng Du Dương Tư tràn ngập lạnh lẽo, lao về phía phương hướng ít người nhất, chỉ cần lao được ra ngoài, hắn ta có thể dựa vào thể năng của mình để bỏ lại những tên côn đồ này. Sau khi chúng thêm 7-8 dao nữa, toàn thân Du Dương Tư đầy máu, quần áo rách dưới, bê bết máu, trông như một con huyết hổ lô khó coi. Nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng đã lao ra khỏi vòng vây. Sau khi nhìn xuống đau nhức cùng cảm giác choáng váng vì mất máu mang đến, hắn ta tăng tốc chạy như điên. Ngay khi hắn ta vận lực vào hai chân, đám côn đồ tất nhiên đã không thể đuổi kịp. Sau khi bỏ lại đám côn đồ, Du Dương Tư cảm thấy nội tạng trong người như thiêu đốt, nhưng hắn ta vẫn nén cảm giác này lại liều lĩnh đi về phía nơi mình đang ở. Trong khoảnh khắc lao vào sân biệt thự, Du Dương Tư cảm thấy thế giới quay cuồng, thể năng cuối cùng cũng không còn theo kịp nữa, ngã xuống đất. Ngài Du. Các thành viên do Tổng hội Long Môn phái đến trong sân không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Du Dương Tư, đều lao tới nơi, vội vàng nâng hắn ta vào phòng. La Lôi nghe thấy tiếng động bèn đi ra xem, vừa nhìn thấy đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Cháu trai của mình vậy mà bị người khác chém thành ra như vậy. Trên người dường như không có một chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều có vết dao. Xảy ra chuyện gì? La Lôi tức giận nói. Chúng tôi không biết, lúc ngài Du trở lại đã trông như vậy rồi. Có người nơm nớp lo sợ trả lời. La Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, gọi xe cứu thương đưa nó đến bệnh viện. Nhưng một trưởng lão khác trong phòng lại nói, không thể gọi xe cấp cứu, cũng không thể đến bệnh viện. Nếu cậu ta có thể bị chém đến thế này thì chắc chắn có người đang nhắm vào cậu ta. Nếu đến bệnh viện, thì đối phương có thể sẽ trực tiếp xông vào bệnh viện để giết người. La Lôi cảm thấy điều này có lý, chỉ có thể chịu đựng đau lòng nói, tìm kênh thuê bác sĩ riêng chữa trị cho nó. Trước tiên chúng ta sơ cứu đơn giản cho nó đã, sau đó lập tức phái người đi điều tra chuyện này. Lý Hà Đồ cũng bị sự việc này làm cho kinh động, hỏi Tiểu Du xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu ấy lại bị chém thành như vậy? La Lôi thông qua điều tra đã biết chuyện gì đã xảy ra, đen mặt nói, chuyện này e rằng ngài phải hỏi tên khốn Tề Đẳng Nhàn. Những người chém nó đều là cấp dưới của Trần Bá Hạ làm sao biết đến sự tồn tại của nó? Làm sao biết nó đang ở Hương Sơn? Hơn nữa vì sao lại có địch ý mạnh như vậy với nó chứ? La Lôi không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là do Tề Đẳng Nhàn đã thông qua Trần Bá Hạ mượn dao giết người, nhằm vào Du Dương Tư. Lý Hà Đồ nghe vậy, cau mày, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng. Du Dương Tư dùng thủ đoạn quỷ quyệt để gây sự với Hứa Trường Ca, khiến người ta phải vào bệnh viện. Hiện tại quả nhiên Tề Đẳng Nhàn đã quay lại trả thù. Cho dù ngay bây giờ ông ta đi tìm Tề Đẳng Nhàn đối chất thì Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ sử dụng lý lẽ ban đầu của La Lôi và Du Dương Tư để đối phó với mình bằng chứng đâu. Tên chó chết này có bao nhiêu thủ đoạn, trong lòng Lý Hà Đồ biết rất rõ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.